Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về từ Mỹ, một cái combo của Makita bao gồm có một, hai pin, một sạc và một máy. Và cái dòng này nó mới nhất hiện nay, GX203 SIB. Thì nó có hai pin 1.5, một cái sạc, một cái túi xách và hai cái máy M18. Và hiện nay là nó nhỏ nhất hiện nay. Và hàng này hàng USA Mỹ về. Rồi, mình khui cho anh em. Có cái túi xách luôn nha anh em. Hàng này là nguyên siêu từ Home Depot. Tùng chất Home Depot về. Rồi, đây. Rồi, một cái máy. Máy hai cái cái sạc này quá bình thường rồi, thì tất cả anh em đều đã xem rồi. Cái sạc này điện 110 Tùng lên 220 cho anh em. Và một cái túi xách này thì chứa combo thì vẫn là bán 100k, bán 100k rất nhiều anh em mua. Và một cái sạc thì mình sẽ lấy ra cái sạc luôn. Ok, và một cái combo này bao gồm có hai pin 2A ha, báo hộ pin luôn anh em. Có 3 pin, cái hàng này mới 100%. Đây rồi, cái này nó siêu nhỏ, là nó siêu nhỏ nha anh em. Rồi kèm với một cái máy vít cũng siêu nhỏ luôn. Nó là XDT18 có chứng nhận UL, siêu nhỏ, siêu gọn, siêu nhẹ. Thì nó dính bụi nhà máy của Mỹ về. Rồi pin này, cái bộ này thì nó sản xuất 2022 hết, 2022 nha anh em. Đây XFD15 và XDT18. Rồi cả một cái combo này nó là 5,8 triệu. Tùng sẽ lên điện 220 cho anh em. Hai pin có 1. Hai pin 2A có báo đèn và máy. Rồi Tùng test cho anh em. Wow, tốc độ khá cao ha. Nó lên đến 1.700 vòng trên phút mà siêu nhỏ. Nó là động cơ không chịu tham brushless. Rồi tiếp đến là đầu kẹp 13, tiếp đến là cây XDT18 có điều chỉnh tốc độ luôn, siêu đẹp luôn. Wow, cũng không chịu tham luôn. Rồi em Tùng cảm ơn.